Hi, welcome back to my channel Star Scandal, okay? Slendoria, the Sola, let's go. Và trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 8 quyển sách. Khi đó thì các bạn sẽ thoát được khỏi đây. Let's go. Okay, và mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Let's go. Slendoria, chú đây. Thank you.
đi qua cái bức tường này nào. Let's go. Và sau đó thì các bạn sẽ lắp đây như cả một đường dây điện. Ok. Lúc này thì các bạn sẽ đi được cầu thang máy. Okay, let's go. Are you okay?
Who are you? Okay, I help you follow me. Let's go. Oh my gosh, wow. Bà ta lại chặn đúng đầu mà khi mình đi xuống luôn. Ok. Và tới game tiếp theo. Power Slender, yeah. Let's go. Thank you.
Rồi và tiếp tục ở đây thì mình sẽ lên trên tầng 2 của tầng này. Xem xung quanh đây có gì không. Cánh cửa này thì bị khóa và các bạn sẽ phải dùng chiếc chìa khóa thì mới mở ra được. Chỉ còn 3 màu giấy đấy thôi. Wow. Màu giấy thứ 6. Còn màu giấy nữa thì mình nghĩ sẽ ở trong căn những căn phòng cũ này. Nó sẽ xuất hiện ở đâu đó xung quanh đây. Khi đủ 8 màu giấy thì các bạn sẽ được vào mở ra được vào tầng hầm. Và khi đó thì trong căn hầm đó thì sẽ có một món đồ các bạn sẽ mở ra. Và lúc đó thì các bạn sẽ tìm thấy được một bức ảnh. Bức ảnh đó để đây. Đó chính là bức ảnh đó để các bạn phát hiện ra được là trong ngôi nhà này đã có những ai. Có Slenderia, Slenderman và bà Granny. Đó, cứ như thế các bạn sẽ đi tìm lại một mẩu giấy cuối cùng để ghép vào bức ảnh nhá. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Slenderia, Free Version. Oh!
Chắc chắn có, nhưng mà không hiểu sao lần này lại không có đấy. Và mình sẽ kiểm tra lại đây xem thế nào. Không có đấy thì các bạn sẽ phải đi kiểm tra lại xem. Chắc chắn sẽ sót đâu đó mình đây. Chiếc xe ô tô bị hỏng, các bạn sẽ phải tìm ở đây xem có gì không.
xem. Một hòn đá. Xung quanh đây có một chiếc chìa khóa này. Còn gì nữa không? Không còn gì. Và tiếp tục các bạn sẽ đi thẳng. Có tiếng của ông Granny. Đó là Granba. Khoanh như thế này để tìm xem những bộ hành động có gì không. Đây là bà Granny. Wow, thì người ta khá là kinh dị. Cái này không có gì đâu, không có gì luôn. Lên các bạn sẽ đi tìm kiếm những món đồ. Cái này các bạn cần mã số để mở cái hộp đó ra. Và các bạn sẽ đi tìm crowbar. Đó là một món đồ để các bạn sẽ bẻ. Ok, và tiếp tục các bạn sẽ đi tìm tiếp trong những căn nhà tiếp theo. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ game thứ 8. Let's go. Sau có một cánh cửa. Trong cái game này thì các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ dần dần thì nó mới xuất hiện tiếp rồi. Ở đây cánh cửa thì mưa nó sẽ tự đóng. Các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ dần dần. Và khi nhiệm vụ này làm xong đến với xuất hiện nhiệm vụ kia. Đó, cứ như thế, ok. Đây không có gì. Và mình sẽ lên trên tầng 2. Tầng 2 chưa mở được. Phải làm nhiệm vụ tiếp theo mới mở được cánh cửa trên tầng 2 thôi. Các bạn sẽ phải kiểm tra lý tầng 1 xem có gì không.
đầu của tiếng kêu trên tầng 2 rồi. Cơn mưa đang rất to. Và bắt đầu đã có thể ấn được vào cánh cửa trên tầng 2. Đó, thấy chưa? Các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ dần dần thì mới mở ra được dần dần. Và trên này thì có gì? Một chiếc chìa khóa. Có tiếng khóc của một bé gái ở phòng bên. Mở ra thì không thấy gì luôn. Một bức ảnh bé gái bị che bằng phong cảnh. Cửa tự đóng luôn. Đó, cứ thế và các bạn sẽ làm dần dần. Đây là một tựa game kinh dị. Và kinh dị này thì nó sẽ khiếp hơn là những tựa game mà ví dụ như xuất hiện luôn. Đây là tựa game mà toàn tạo bằng tiếng động thôi, cho nên nó sẽ kinh dị hơn các bạn nhé. Rồi, và khi các bạn tìm ở đây không thấy thì rồi tiếp tục các bạn sẽ lại xuống tầng và làm nhiệm vụ tiếp theo. Đó, như thế ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Slenderia The Treated. Các bạn sẽ lên tìm tất cả là một chiếc chìa khóa màu vàng đầy đủ. Lúc đó thì các bạn sẽ mở được chiếc két sắt ở trong căn hầm. Và chiếc két sắt đó là gì? Trong đó thì có một quyển sách. Và quyển sách đó như kiểu là một quyển sách trừ tà ở ngôi nhà này. Các bạn sẽ xuống tầng hầm để lấy những chiếc chìa khóa, sau đó thì sẽ mở những cái cửa đó ra và tìm đủ chiếc chìa khóa màu vàng này thì các bạn sẽ lấy được một quyển sách bên trong chiếc két sắt. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. The Fear. Let's go.
Wow. Chiếc xe tự di chuyển. Zephyr 2 là hình như đang bị lỗi và không vào được. Vậy thì mình sẽ chuyển sang Zephyr 3. Thank you.
Okay, Selen Rodia today. Selen Rodia, Zoselaha. Okay. Và trong tập này thì các bạn sẽ phải đi tìm cái cuốn sách. Trong đây thì sẽ có những con quái vật, đó chính là Selen Rodia và đứa con của Selen Rodia. Và tiếp theo đó là bà Granny. Tìm kiếm tất cả là đủ 8 cuốn sách. Thu thập thì đó thì các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng, đó chính là một cánh cửa thoát ra ngoài. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được cái này, thoát khỏi nơi đây, thoát mạng khỏi sự truy đuổi của Slenderman Rita và đứa con của Slenderman đi bằng 4 chi và Granny. Oh my gosh, đó là bà Granny. Bà ta lại bay được. Ảo thuật. Cách với hai người đó thôi. Và tiếp tục các bạn sẽ đi tìm kiếm tiếp những quyển sách tiếp theo. Xong tựa game này, ok. Tựa game tiếp theo, Labyrinth. Let's go. Tựa game này thì buộc các bạn phải nhớ được. Nếu sai thì các bạn sẽ gặp ngay mà. Và mình sẽ cố gắng xem đúng được không. Có thể điều này là đường chính xác rồi. Chuẩn đi luôn. Statue. Đó là cái này khó hơn một chút. Để các bạn nhớ được cái này rất là khoai luôn. Còn đường này có thể không đúng rồi. Hơi nghi ngờ nhưng mà dài cơ, biết có đúng không? Chúng ta đi liều đi. Đất chiều nó phức tạp luôn. Xong đường nào nhỉ? Oh my god, thành công rồi. Wow. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo.
Slendoria X. Lên. Trong tựa game này thì các bạn sẽ đi tìm tất cả là gì? Đó chính là tất cả là 9 chiếc chìa khóa. Và khi có 9 chiếc chìa khóa thì các bạn sẽ mở được một thứ, đó chính là quan tài trên tầng cao nhất. Và trong đó có gì? Các bạn sẽ phải giải đáp tựa game đó nhá. Trong đó có một bí mật. Ở đây thì bà Grandi, bà ta bị bắt và giam ở trong một thứ, đó chính là một lồng sắt, và lồng sắt đó có chiếc chìa khóa màu xanh. Các bạn sẽ phải đi tìm chiếc chìa khóa màu xanh đó thì mới cứu được bà ta, và trong đó thì các bạn sẽ lấy được một món đồ. Ở đây thì bá chủ là ai? Đó là những con nhện và Slenderman, và trong này có cả Granny. Nhưng bá chủ thì là những con nhện và Slenderman. Và có thể ngôi nhà này là ngôi nhà của ông ta. Ông ta nuôi những con nhện khổng lồ. Và các bạn sẽ phải vào từng con khổng lồ và tìm kiếm món đồ đấy nhá. Và khi đủ những món đồ đó thì các bạn sẽ thoát khỏi lâu đài này. Một lâu đài mà ám khá là kinh dị. Nếu ngoài đời bình thường mà nhìn như thế này thì chắc không ai dám đi đâu. Nhưng trong tựa game này thì các bạn cố gắng đi nhá. Không có gì phải sợ. Cứ bật to tiếng lên và tạo cho mình một cảm giác xem có sợ hãi hay không. Ok.